Có người nói rằng nếu bạn ném quá khứ qua cửa sổ thì nó sẽ quay lại bằng cửa chính. Và thay vì cố gắng quên nó đi, hoặc cách song hành với thất bại trong quá khứ để tiến tới thành công trong tương lai là điều mà chúng ta nên làm. Và đó cũng là cách Heavy hay tiền thân là FK đã chọn để đưa ra một lời chứng minh rõ ràng nhất về sức mạnh của mình. Chính thức gia nhập bản đồ Free Fire ở Việt Nam và đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, Heavy lúc đó gọi là lính mới cũng không phải, mà gọi là cựu binh thì cũng không đúng. Họ mới từ cái tên cho đến những sự thay máu trong đội hình khiến toàn bộ cộng đồng Free Fire lúc đó phải chao đảo khi mang về những tay súng hàng đầu tại đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. Nhưng có người đến, có người đi và có người ở lại. Đó là điều không thể tránh được. Với sự thay máu đội hình, những cái tên cũ sẽ phải ra đi. Nhưng ai cũng hiểu đây là chuyện phải xảy ra. Vì với một sự đầu tư bài bản như Heavy, chất lượng đội hình cũ sẽ không đảm bảo. Họ cũ, vẫn ở đó là Phú Đại, vẫn ở đó là 3K, và đặc biệt, vẫn ở đó là AS Mobile. Những người luôn muốn chinh phục đỉnh cao từ rất lâu rồi. Bên cạnh đó, những cái tên họ mang về chỉ mới ở màu áo vàng đen họ mặc mà thôi, chứ không còn xa lạ gì với môi trường chuyên nghiệp cả. Đó là những Kim Chon, Bảy và Banta. Và khoảnh khắc Heavy tung ra đội hình chính thức, họ trở thành một dream team đúng nghĩa về mọi mặt. Một đội hình có độ dày, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và đặc biệt là có một lượng fan vô cùng đông đảo. Đây cũng chính là sức ép dành cho Heavy khi mọi sự hậu thuẫn đều quá tốt mà màn trình diễn của bạn lại không đủ đáp ứng, thì đó sẽ là áp lực rất lớn. Cũng chính vì việc lượng fan hâm mộ có phần hơi đông so với các team khác, nên mỗi khi Heavy sảy chân, fan của họ sẽ bênh vực hết sức và những cuộc đụng độ với fan đội khác trên mạng xã hội thì lại diễn ra. Nhưng bản lĩnh thì là thứ mà Heavy không bao giờ thiếu cả. Họ đã trải qua quá nhiều đắng cay và chưa nhận lại ngọt bùi để có được một Heavy vững vàng như ngày hôm nay. Đây là Heavy bắt đầu có cho mình nhiều kill hơn sau khi những khẩu ốp và những khẩu shotgun phát huy tác dụng của mình. Cực kỳ hay đến từ vị trí của Bảnh, một tình huống chặn bom kèo, IQ là vô cực, rất hay. Bây giờ là một tình huống áp sát. Và Bảnh đã giành chiến thắng, gao nằm lại với top 7. Mina phải bơm máu nhưng không, anh ta sẽ phải đối đầu với Bảnh bắn không. Như vậy là Heavy quét sạch các thành viên đến từ Flash. Và 82 không phát huy tác dụng ở cự ly gần này bởi vì bom kèo cũng cực kỳ là khó bắn. Nhưng dùng khở M1887 bắn rồi, bắn cực kỳ nhanh. Và có vẻ như là Heavy sẽ giành được top 1 trong trận đấu này. Và xin chúc mừng các thành viên đến từ Heavy với top 1 hoàn toàn xứng đáng. Và đó là Heavy xả đạn xuống phía dưới. Brother Gaming gần như không có cơ hội chạy. Darklord cũng đã bị bắn nốc rồi. Nam Thần đã bị hạ gục bởi ngoài vòng bò. Panda tiếp tục sấy và bên phía của Heavy, Heavy đang có cơ hội giành được top 1 cực kỳ tốt của mình. Rồi thì sự đền đáp xứng đáng với họ cũng tới. Họ trở thành đội tuyển mạnh thứ 2 Free Fire toàn Việt Nam. Họ có MVP, người chơi hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Và họ có danh hiệu đầu tiên cho bản thân, cho cái tên Heavy của mình, cho mồ hôi và công sức họ đã bỏ ra trong suốt chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Khoảnh khắc này có lẽ là thứ mà Heavy chờ đợi quá lâu rồi. Chính những giọt nước mắt của những người kỳ cựu nhất như Panda hay 3K là minh chứng rõ ràng nhất. Không dễ để thấy được những giọt nước mắt trên má của những người đàn ông, nhưng khi bạn thấy được thì đó là lúc họ đang rất thật lòng. Giờ thì những người đàn ông này đã sẵn sàng để viết nên những chương tiếp theo cho chính đội tuyển của mình, và cũng sẵn sàng để viết những chương tiếp theo cho lịch sử của Free Fire. AFK thì vẫn ở đó, vẫn là quá khứ để mỗi lần nhìn lại, những AS Mobile, những Phú Đại có thể ôn lại kỷ niệm và cùng mỉm cười. Còn Heavy thì đó là tương lai, một tương lai vô cùng tươi sáng. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của Huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.